おです。元気？元気。あの子の名前はクロッキーだっけ？さっきのベトナム人の名前ズンだったっけ？Xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta cùng nhau sẽ học mẫu ngữ câu ngữ pháp N2 và N1. Nghe có vẻ rất là cao siêu nhưng mà thực ra nó rất là dễ dàng. Đây là mẫu ngữ pháp thường được sử dụng trong giao tiếp hội thoại hàng ngày. Vì thế mình đã quyết định làm video clip này. Chúng ta cùng nhau bước vào mẫu câu thứ nhất thuộc phạm vi N2. Trong tiếng Việt, khi mà chúng ta nhớ ra một điều gì đó, tuy nhiên nó mơ hồ, không rõ ràng, làm chúng ta phân vân, thì chúng ta thường buột miệng nói một câu rằng là: cái gì ấy nhỉ? Có đúng không ạ? Vậy thì trong tiếng Nhật chúng ta sẽ phải nói như nào? Trong tiếng Nhật cũng có một câu tương đương như thế nhé. Nó là nandake, nandake, nandake. Trước khi đi vào mẫu câu thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng. Và trước khi tìm hiểu cách sử dụng thì chúng ta cùng nhau kiểm tra lại thể quá khứ, dạng lịch sự và dạng thường của danh từ, động từ và tính từ. Đối với danh từ này, tính từ đôi na và tính từ đôi y, dạng quá khứ lịch sự của nó là desta. Dạng thường của danh từ và đôi na nó là datta. Dạng thường của tính từ đôi y là chúng ta bỏ y đi, cộng với lại là katta. Quá khứ của động từ thể lịch sự đó là masta, thì thể thường của nó là ta. Sau đây chúng ta cùng nhau đến với ví dụ dành cho danh từ, tính từ và động từ. Yeah, xin chào các bạn. Mình là Kuroki. Bạn là Zon. 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 Zon des. Yo ro shiku ne. Yo ro shiku. これからだっけ、たっけについての例文を出します。一つ目。ズン君、はい。ズン君の年は29歳だっけ？そうですね、29歳。二つ目、ズン君といったラーメン屋美味しかったっけ？え、あのラーメン屋覚えてないな。三つ目、ズン君、はい。レポート先生に送ったっけ？送ったよ。本当？はい。四つ目、去年彼女の誕生日に何あげたっけ？何あげた？覚えてないな。Ngoài ra nó còn thường được đi kèm với các nghi vấn từ như là nan sai, doko, ikura hay là nanichi. Ta tôi bảo này, à, Kuroki-kun no jikka tte doko dakke? Kyushu no Miyazaki-ken da yo. À, so da na. Tiếp theo chúng ta bước vào mẫu câu thứ hai. N-I-C-H-I. Chúng ta có động từ dạng masu, bỏ masu đi cộng với lại panasi, có nghĩa là một ai đó đang thực hiện một hành động nào đó, thế nhưng lại bỏ dở công việc đó và không làm nốt công việc. Sau đây chúng ta cùng nhau đi đến với các ví dụ. いないのに電気つけっぱなしと扉開けっぱなし。Mình xin được bổ sung thêm hai ví dụ sau đây. Ví dụ thứ nhất, 冷蔵庫を開けっぱなしにしないで食べ物が腐っちゃうよ。Ví dụ thứ hai, 水を出しっぱなしにしないで。俺の弟はね、何でもやりっぱなしなの。本当に困ったよ。え、そうなの？それは大変だね。しかも今朝電車が混んでてここまでずっと立ちっぱなしだったんだよ。マジで？まあ朝の連鎖だからさ、しょうがないよ。そうなんだけどね。あれ？今何時だっけ？ん？わ、やば。授業始まったんだ。バイバイ、行ってらっしゃい。はい。あれ？
また置きっぱなし。困ったな、ずんくん。Và hôm nay, của chúng ta kết thúc tại đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh Nihongo no Mori để cập nhật được những bài học sớm nhất nhé. Bye bye. しかも今朝電車が混んでてここまで言え、あーパッパーマジで。